thời gian đang cạn dần tại Ukraine. Hoàng Thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Trong bối cảnh phải phụ thuộc phần lớn vào sự viện trợ từ bên ngoài, để duy trì được tinh thần và sức lực chiến đấu cũng là một điều gì đó khó diễn tả thành lời của Ukraine. Trong khi viện trợ của Mỹ đã bị hạn chế tối đa và có nguy cơ bị cắt giảm hoàn toàn thì châu Âu lại đang chia rẽ trong việc gửi quân tiếp viện đến Ukraine. Điều này khiến cho kế Kiev khó, càng thêm khó. Chúng ta sẽ cùng phân tích về sự việc này trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thời gian đang cạn dần ở Ukraine Hiện nay, Ukraine và các nước đồng minh phương Tây đang ở thời điểm quyết định phải đối mặt với một câu hỏi. Đó là làm thế nào để ngăn chặn quân đội Nga nếu không có viện trợ của Mỹ? Sau khi chiếm được thành phố Adipka, thì quân đội Nga đang tiến lên từng đợt ở các khu vực khác dọc chiến tuyến. Lợi thế của Nga về nhân lực, trang thiết bị và sản xuất quốc phòng đều đã tăng lên trong năm qua. Trong khi việc cung cấp đạn dược của Mỹ cho Ukraine đã bị hạn chế tối đa và có nguy cơ bị cắt giảm gần như hoàn toàn. Ngoài nguồn cung cấp đạn dược bị hạn chế, thì vấn đề tài chính hạn hẹp khiến binh lính thiếu thực phẩm và thuốc men cũng là một vấn đề rất đáng quan tâm trong khi Nga đã xây dựng được nền kinh tế thời chiến và một mạng lưới công sự phòng thủ dài hàng trăm dặm với nhiều lớp, thì người Ukraine lại luôn phải thụ động, trông chờ vào sự viện trợ cả về tài chính, vũ khí và kỹ thuật của phương Tây. Nga đã nỗ lực trong việc tái tạo nhân sự và bổ sung lực lượng, trong khi Ukraine thì vẫn chưa thể huy động đầy đủ cho số binh lính thiếu hụt. Theo các chuyên gia quân sự, Kiev hiện đang bị rơi vào một cuộc khủng hoảng, tương tự như những gì mà Moscow đã trải qua hai năm trước. Nhưng không giống như Nga, vì Kiev không thể tự chủ ngành công nghiệp quốc phòng của mình để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất, tự tái vũ trang, mà nó phải hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ từ phương Tây. Nhưng mà phương Tây thì lại không theo kịp tốc độ sản xuất đạn dược và vũ khí của Nga. Mặc dù Nga tái sử dụng kho đạn cũ, nhưng đồng thời cũng đẩy mạnh sản xuất các loại đạn pháo và vũ khí mới. Họ đang lên kế hoạch sản xuất 2 triệu quả đạn pháo 122 ly và 152 ly vào cuối năm nay. Nếu Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đạt được mục tiêu sản xuất, họ dự định sẽ cùng nhau sản xuất khoảng 2,6 triệu viên đạn. Nhưng tất nhiên, không phải tất cả số đó sẽ đến Ukraine. Vào đầu tháng 3, Cộng hòa Séc tuyên bố có thể cung cấp 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine thông qua bên thứ ba. Nhưng mà thời gian giao hàng thì vẫn chưa rõ và số lượng này cũng là quá ít so với Nga. Lực lượng phòng không Ukraine cũng đã phải hạn chế sử dụng tên lửa đánh chặn của mình. Tỷ lệ đánh chặn của Ukraine đã giảm đáng kể bởi vì các cuộc tấn công tên lửa của Nga ngày càng mang tính thử nghiệm và phức tạp hơn kể từ cuối năm 2022. Về nguồn nhân lực, thì quân đội Nga đã thiết lập một hệ thống phục hồi các đơn vị tại các bãi huấn luyện ở Ukraine và Belarus bị chiếm đóng. Nga hiện đang tái tạo đủ nhân lực để giữ cho các chiến tuyến của mình ổn định và tiến hành các hoạt động tấn công hạn chế. Các chỉ huy Ukraine hồi đầu năm đã lưu ý rằng một số lực lượng Nga có vẻ được huấn luyện tốt hơn so với năm ngoái. Để giữ vững vị trí của mình vào năm 2024 này, thì lực lượng Ukraine cần bổ sung khẩn cấp về đạn dược và nhân lực. Nhưng điều này cũng phụ thuộc vào thời gian luân chuyển quân của Kiev để có thể bảo vệ kịp thời khu vực tiền tuyến trong năm nay và tái tạo sức mạnh để chờ đợi sự tiếp tế của phương Tây vào năm 2025. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào mong muốn thật sự và khả năng của phương Tây. Với sự phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài như Ukraine, thì việc Kiev ngày càng đi vào ngõ cụt cũng là điều rất dễ hiểu. Donald Trump sẽ không cấp tiền cho Kiev. Tổ tướng Hungary Viktor Orbán vừa công bố rằng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tài trợ cho các hoạt động quân sự ở Ukraine nếu như ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Theo ông Open, nếu Mỹ không tiếp tục viện trợ mà chỉ dựa vào sự hỗ trợ của châu Âu, thì cuộc xung đột này sẽ sớm chấm dứt. Cũng theo ông, châu Âu phải có khả năng tự vệ và Mỹ sẽ không đảm bảo an ninh cho châu Âu thay vì chính người châu Âu tự bảo vệ mình. Thủ tướng Hungary đề cập rằng ông Trump nhận thấy sự cần thiết phải tái vũ trang và các quốc gia cần chú ý đến quân đội của chính họ. Và ông Trump có kế hoạch chi tiết để giải quyết xung đột tại Ukraine, nhưng sẽ không tiết lộ nó vào thời điểm hiện tại. Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng Đảng Cộng hòa đã hiểu rằng Hungary hiện đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn trong quan hệ Mỹ-Hung, bởi vì chính phủ Mỹ mong đợi những điều từ Hungary mà họ không sẵn lòng và không thể đáp ứng. Thủ tướng Hungary đã tuyên bố, Donald Trump ủng hộ hòa bình và Hungary chúng tôi cũng ủng hộ hòa bình. Đây cũng là cách mà thủ tướng Hungary phản ứng trước việc Tổng thống Joe Biden cáo buộc chính phủ Hungary về các chính sách không mấy hợp tác với Mỹ và châu Âu trong các tuyên bố gần đây. Trước đó thì vào ngày mùng 8 tháng 3, tổng thống Open và cựu tổng thống Donald Trump đã tổ chức cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng mà Alago của ông Trump ở bang Florida của Mỹ. Các phương tiện truyền thông cho rằng chủ đề chính của cuộc đàm phán là giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine. Kể từ khi ông Open đăng một bức ảnh với ông Trump lên mạng xã hội và để lại dòng chữ những người gìn giữ hòa bình. Phương Tây chia rẽ trong việc gửi quân đến Kiev. Sự tham gia của quân nhân NATO và thành viên nào của phương Tây muốn gửi quân đội phương Tây tới giúp đỡ Kiev đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất ở phương Tây trong thời gian gần đây. Nhìn chung thì sự hiện diện của quân nhân từ các nước NATO tại khu vực quân khu phía Bắc đã được biết đến vào năm ngoái. Chẳng hạn như Bộ Quốc phòng Latvia xác nhận rằng sự hiện diện của quân đội nước này ở Ukraine. Nhưng sau đó, Bộ Quốc phòng nước này đã đưa ra quy định rằng các đại diện của quân đội Latvia không tham gia chiến sự, mà chỉ thực hiện các chức năng như là phụ trợ, bảo vệ các đại sứ quán và các loại hàng hóa khác nhau. Trước đó, thì Đại tướng Sergei Ruskoy, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã lưu ý rằng các nhân viên quân sự NATO đã tham gia vào cuộc xung đột Ukraine dưới vỏ bọc lính đánh thuê họ kiểm soát các hệ thống phòng không, tên lửa chiến thuật tác chiến và hệ thống tên lửa phóng loạt và là một phần của các đơn vị tấn công. Vào đầu tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo có khoảng 13,5 nghìn lính đánh thuê đã tới Ukraine để tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Trong đó thì có hơn 8,5 nghìn người đến từ châu Âu. Vào cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố về việc cho phép gửi lực lượng vũ trang của các quốc gia phương Tây tới Ukraine. Nhưng sau phát biểu của Macron thì các nước khác như là Đức, Anh, Hungary, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha và Ý đã phản đối ý kiến này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết, liên minh này chưa có kế hoạch gửi quân tới Ukraine. Trong khi đó, Lithuania và Latvia thì ủng hộ quan điểm của tổng thống Pháp, và thủ tướng Estonia thì lưu ý rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không nên loại trừ khả năng đưa quân vào Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto cuối tuần qua cũng tuyên bố Pháp và Ba Lan không thể thay mặt NATO để lên tiếng về vấn đề này. Ngay từ đầu, NATO không chính thức hay là tự nguyện can thiệp vào cuộc xung đột tại Ukraine. Việc điều quân đến Ukraine là bước leo thang đơn phương và sẽ làm mất đi cơ hội để giải quyết xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao. Nhà khoa học chính trị Alexander Nosovik cho biết, trong hai năm qua, sự chia rẽ trong NATO đã gia tăng đáng kể liên quan đến cuộc xung đột Nga và Ukraine những bất đồng có thể thấy rõ ràng giữa các quốc gia thành viên. Biện pháp chiến lược của NATO lựa chọn để đạt được mục tiêu của mình ở giai đoạn này là một cuộc chiến ủy nhiệm. Và phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Macron cho thấy các nước NATO chưa sẵn sàng để đi chạy khỏi hướng này. Các chuyên gia cho rằng, ở một số quốc gia Đông Âu có các nhóm cực đoan ủng hộ việc gửi quân NATO tới Ukraine. Tuy nhiên, không rõ liệu các chính trị gia cấp tiến ở đó có thực sự sẵn sàng gửi quân hay không. Trong khi các nước vùng Baltic mặc dù ủng hộ Tổng thống Pháp, nhưng họ cũng chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Hiện tại chỉ có các đơn vị riêng lẻ của các quốc gia thành viên NATO có mặt ở Ukraine, chứ không phải lực lượng phản ứng nhanh của khối liên minh này. Người dân náo loạn trong cuộc họp lưỡng hội tại Trung Quốc Theo truyền thông Trung Quốc, trong kỳ họp lưỡng hội ở Bắc Kinh, Trung Quốc tuần trước, đã xảy ra nhiều tình huống khác nhau khiến cư dân mạng chú ý. Một số người lái xe thẳng vào Trung Nam Hải, có người lao lên buộc diễn thuyết trong buổi họp báo. Vào ngày 10 tháng 3, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đã ghi lại cảnh tượng người dân bị kéo tay chân và nhấc ra khỏi một chiếc xe ô tô lao vào cổng của Trung Nam Hải. Người đàn ông bị tình nghi bị bắt đã hét lên rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sát nhân và đang kiểm soát người dân Trung Quốc. Nhưng nội dung cụ thể thì người ta không nghe được rõ ràng. Đoạn video được ghi lại bởi một phương tiện đi ngang qua trên đường, trước cổng Tân Hòa Xã. Trong video có thể thấy chiếc xe này đi khá gần cổng chính của Tân Hòa Xã. Lực lượng cảnh sát giao thông trên đường cũng đang theo dõi vụ việc. Hiện thì thông tin chi tiết về vụ việc này cũng như là thời gian cụ thể vẫn chưa được tiết lộ chính thức. Về vấn đề này, một số cư dân mạng đã để lại suy đoán dưới bình luận như sau. Tôi đoán đơn thỉnh nguyện đã không thành công và họ buộc phải làm như vậy. Hay đây chắc chắn là một người trình đơn thỉnh nguyện, phải không? Thật đáng sợ. Một số cư dân mạng nhận xét rằng, thật chớ trêu khi nhìn thấy dòng chữ phục vụ nhân dân. Những dòng chữ này chắc chắn sẽ bị đập nát thành từng mảnh khi tương lai thay đổi. Bên cạnh đó, vào ngày 6 tháng 3 đã diễn ra cuộc họp báo về chủ đề kinh tế. Cuộc họp báo này có sự tham dự của Giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân, và Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc. Họ đã trả lời các câu hỏi của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài về các vấn đề liên quan đến phát triển và cải cách kinh tế, ngân sách tài chính, kinh doanh hay là chứng khoán. Tuy nhiên, một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy rằng, trong lúc cuộc họp báo đang diễn ra, có một số người mặc quần áo xám có vẻ là phóng viên ở hàng ghế đầu tiên đã bất ngờ lao về phía bục diễn thuyết. Nhưng người này sau đó đã bị hai người đàn ông mặc thường phục cũng ngồi ở hàng ghế đầu chặn lại. Đáp lại điều này, một số cư dân mạng đã để lại bình luận. Theo lý, thì hàng ghế đầu tiên đều là nhân viên hoặc là phóng viên của các cơ quan truyền thông đảng mà bạn tin tưởng phải không? Bạn thấy đấy, những người phía trước đều mặc thường phục, còn nhân viên thì không, họ đang giả vờ làm phóng viên. Một số cư dân mạng thì chế giễu rằng hãy rút kinh nghiệm từ các cuộc họp báo của chính quyền và tốt nhất là không nên tổ chức những cuộc họp báo như thế này. Một số cư dân mạng thì bình luận rằng, có nhiều sự cố đã xảy ra thường xuyên hơn trong hai kỳ họp năm nay. Có vẻ như nhiều người dân đã không còn hài lòng về nhà nước này nữa. Theo người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc, những người nắm quyền không giải quyết vấn đề mà chỉ muốn giải quyết những người nêu ra vấn đề. Họ chỉ dựa vào bạo lực và dối trá để duy trì sự ổn định. Nhưng người dân đang dần thức tỉnh và cuối cùng chắc chắn họ sẽ đứng lên. Theo giới quan sát phải thừa nhận rằng kỳ họp lưỡng hội năm nay tại Trung Quốc đầy giấy những điều kỳ lạ đã xảy ra. Họ báo Thủ tướng bị hủy, không có chương trình bổ nhiệm đối với tần Bộ trưởng Ngoại giao và các nhân sự khác cần được thực hiện theo thông lệ. Thời lượng của hai phiên họp bị rút ngắn hơn một nửa. Điều này cho thấy chính quyền Trung Quốc đang rất bế tắc. Hai năm qua, chính quyền Trung Quốc lấy lý do dịch bệnh khốc liệt nên thời gian của các cuộc họp tại Trung Quốc đã bị rút ngắn. Tuy nhiên, thì vào tháng 9 năm 2020, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố là đã chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Có vẻ như việc rút ngắn phiên họp chỉ có thể lấy lý do hoàn toàn là do dịch bệnh, vì các phóng viên chỉ được phép phỏng vấn tại chỗ. Theo thống kê, có hơn 3.000 phóng viên từ Hồng Kông, Đài Loan, Macau và các phóng viên đến từ nước ngoài khác đang bị quản lý khép kín và bị hủy bỏ lịch phỏng vấn. Điều đó có nghĩa là việc kiểm soát dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn chưa được nới lỏng hoàn toàn như truyền thông trung quốc đưa tin nhưng trên thực tế giới quan sát cho rằng việc chính quyền trung quốc rút ngắn phiên họp không hoàn toàn là do dịch bệnh nguyên nhân chính là tình trạng hỗn loạn trong nội bộ đảng từ các lãnh đạo cấp cao trong quân đội trung quốc cho đến hỗn loạn chính trị khó khăn về nhân sự kinh tế và vốn đầu tư nước ngoài bị suy giảm nghiêm trọng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng không kiểm soát thiên tai thường xuyên xảy ra khó khăn trong sinh kế của người dân phản kháng dân sự liên tục nổ ra ở nhiều nơi sự cô lập và sự phản đối của quốc tế đối với vấn đề Đài Loan và hàng loạt các vấn đề nổi cộng khác. Sau đó, nếu thời lượng cuộc họp không được rút ngắn, thì khả năng là các đại diện và các thành viên lãnh đạo của hai phiên họp sẽ tranh thủ cơ hội này để bày tỏ sự bất mãn. Vì vậy mà hai phiên họp đã kết thúc sớm vì lý do ổn định nội bộ và để đảm bảo một số bí mật không thể được tiết lộ. Và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào! và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo